lên đây lọc da. Bỏ lên. Đó. Quay muốn quay thì quay, để nhảy nha. Nhảy chứ không phải mày, con lấy cái đồ con vịn cái đuôi này lại cái nữa một con nó lồng lên cái. Bỏ lên đi. Quay đi, quay đi. Bỏ đi. Nó nhảy xúc ra ổn. Vịn cái đuôi này nè, đó là nói. Xúc. Lấy cái cây kẹp lại. Một con rồi nó đơ, nó chín, nó ngủ. Nó chết cái hả đưa nữa. Đó. Mẹ nấu mà. Thấy mà từ con cho nó đẻ cho ngặt lật ngược qua cái nữa. Cho nó đờ cứng cái thì nó xúc. Mẹ nướng thở thôi chết là coi biết. Rồi chết rồi, nó chết. Đốt lửa lên cho nó cháy có ngọn đi. Rồi nãy ta đẻ ta không chịu đâu. Đó, để con lên. Tại nãy giờ nó hái nè, để quạt lên. Thôi. Hai nhiêu đây, bốn con là không. Nóng não rồi chứ. Bà đếm đủ có 10 trái không? Tư, đếm là đủ 10 trái không? Cho đứa này không cho đứa kia nó phân bì á, đủ 10 trái không? Cái gì? Đủ 10 trái không? Cho đứa này không cho đứa kia nó phân bì á. Ừ, mà nó không chịu làm cái nhớ gì dựng từ có dựng mười vô đó có đem vô mà không phụ nướng ăn với ông từ à, tao mua sẵn à. Mua sẵn là không làm phụ nữa nhậu nữa sao cái thấy rồi nó nhắc từ rồi đó ông từ nhắc đó. Cái sao cái ông quế tổng chặt đá ông làm cái được á thằng nó này thấy được á nước rồi chưa ta nước rồi. Con nước ngọt đó ta được để vô đại. Con này nứt da nữa nè, đừng lột á. Lột chứ, quét chép mỡ hành. Lột da ra. Lột ra mới quét mỡ hành không ơi. Ăn kia, giờ mình nướng. Trời ơi, thầy được huấn luyện mấy năm trời rồi cãi. Giờ mình lấy cái này, đừng cái áp áp, đừng lấy cái ấy thôi, còn chút lấy. Có một bữa em đó, sáng ngày em quên. Bả sạn đồ nó đi lên, nó đóng xe buýt đi nè. Ở chỗ mấy dịch cúc, ở trên nhà mẹ. Không được, kêu mới lại, nó sao sáng. Ủa, nói gì vậy? Cái sông nó nói sao nãy nói. Giờ tao lên xe rồi mày nói nữa, nãy không nhớ. Cái sông cái đi bộ từ xuống xe đi. Chứ đi từ bộ trực cái về luôn. Đi cái cây này. Nó hại ta đi bộ. Quá thiệt. Rồi nướng cái bên.